Âm Bạn thì học trọng âm rồi cô. à, học hết trọng âm rồi đúng không? Vâng. Rồi. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn đọc lại nhá. Hôm trước cô cho cái cô cho file để về nhà đọc rồi đúng không? Cho Về bài nhà tự tập. đọc lại ấy. Đúng không? Hay là ăn quên hết rồi? Không con cô bữa đó cô không có dạy video. Em không thấy cô cho file đâu mà. Bữa Cô đó cho cô không vi có gửi qua, không có gửi cô chỉ có bài tập làm. cô cho video rồi còn gì nữa. Không. Video là không kỹ hơn à? Đúng chưa? Phải cô gửi video rồi không? Hay là lại không thấy? Cô ơi, nhưng bây Hả? giờ có thể cái tách cái lớp của mình ra cái lớp chủ nhật được không cô? Nhiều khi em cứ nhầm cái bài tập đấy. Hôm trước cái dưới cái buổi học của cô gửi hai cái file đấy, một cái file là cái file viết là cái bài trước thì em không nhớ nên em lại làm lại cái bài đấy, mà dưới đó là làm lại xong rồi mình mới check cái bài Thế dưới thì nó cũng là em đọc. out khỏi nhóm chủ nhật đi. Tại vì là cô không có thời gian, cô đã cho mọi người out ra khỏi cái nhóm đấy. Em out khỏi nhóm đấy là được thôi, thì em chỉ ở mỗi nhóm thứ năm thôi. Tí nó không bị nhầm. Hiện tại là em đang ở trong cái nhóm đợt năm thứ năm đây nhưng mà sao cứ bị nhầm. Thế Bạn thì có nào một cái nhóm cái, chủ nhật ra? thế thì chắc là em vẫn ở trong nhóm của nhóm chủ nhật, thì em out khỏi nhóm đấy đi. Vâng, chắc Ừ. là em nhầm Tại ạ. vì cô không có thời gian, cô kích từng bạn một ra, nó nói theo để cô nhắn. Để Vâng cô nhắn vâng. cho bạn nào, những bạn nào mà học vào nhóm thứ năm rồi thì out khỏi nhóm đấy thì nó đỡ nhầm. Được Vâng. ạ. Vâng. À, cái kênh YouTube cô đấy em có ví tí là ví dụ như mà cô có thời gian một chút cô đánh dấu ấy nó thành một cái list bài giảng về một đợt ấy thì cô cái kênh của cô ấy đăng nó chưa thành list ấy, bây giờ đâm Không, ra cô đấy không. muốn học Ngày xưa thì có, ngày xưa thì có một bạn là học trò ấy, bạn đăng cho cô thì bạn biết đăng lít cho cô, đăng thì cô không biết có để lít kiểu gì, cô cứ đăng thôi. không. Nó cũng kiểu như danh sách album ảnh ở trên Facebook thôi, nó chỉ tạo một cái danh sách xong là cô những Chắc cái ép nó vào à? câu tích 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 vào nó thành một list bài giảng thôi, là ví dụ đợt năm là bài giảng của cái phát âm này À. hoặc bài giảng của cái bên ngữ pháp ấy. Đấy Ừ. là nó có trong ấy thôi, lần lượt nó theo danh sách như kiểu mình tích một cái ảnh ở trên Facebook thôi mà nó cũng không khó đâu. Thế à, thế đây cô mở ra cho em hướng dẫn luôn cô để cô ấy nhá, tại vì thực ra mấy cái này là cô không có, cô chỉ biết đăng, cái ngày xưa thì bạn toàn các bạn đăng chứ còn trước cô có đăng bao giờ đâu. Đây, Vâng. cô chia sẻ màn hình lên đây nhá. Vâng. Đây nó như thế này, thì bây giờ vào đây à, danh sách phát à? Hay như Vâng. nào? Cô Có cái danh này. vâng danh phát đấy đúng không cô? Ừ. Xong là cô ấn tạo danh phát để xem dưới là có cái tạo danh phát không ạ? Không có, đó hết rồi. Có, không có thì Danh sách phát đã lưu. cái này thì cô phải vào cái đăng nhập người chủ kênh ấy. Cô đang đăng nhập chủ kênh mà. Thì chọn trang chủ tất cả danh phát cô vào thử cái phần tùy chọn kênh như này, bên cái tùy chọn kênh xanh xanh này bên trên tay phải, góc bên trên phải ạ. Đây à? Danh sách phát Thêm thêm phần kênh à? video từ nên cái chỗ danh sách phát và tạo đã tạo cái chỗ xem có cái phần tạo danh sách phát không cô, Đâu? phần thứ mục thứ ba Đây dòng á? thứ ba. Đây á? Cái vâng đây à? vâng vâng Đấy nó ra như này. danh sách phát thôi cô ơi, thôi học học để tối có gì để em làm một cái Ừ. video ngắn ngắn em gửi cô nhé. Ok. Ok Chứ không, vâng cô chỉ biết đăng lên thôi chứ có biết để như nào đâu. Rồi, vâng 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 ok. Thế thì bây Vâng. giờ lớp mình sẽ vào học phần ôn lại nhá, ôn lại phần trọng âm đọc cho chuẩn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ sang hôm nay chúng ta bắt đầu sang phần hôm nay sang phần luyện giọng rồi. Nay bắt đầu sang chớm phần luyện giọng rồi. Buổi sau vào chính luyện giọng. Rồi, ok. Đây, phần trọng âm thì hôm trước mình đã học hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ ôn lại thật nhanh phần trọng âm này nha. Đây, thứ nhất là chúng ta để ý là khi có trọng âm rơi vào thì chúng ta gì? Mạnh Đọc mạnh hơn so với âm còn lại. Nhưng lưu ý là
không thả mạnh như dấu sắt Việt Nam là father, được chưa? Mà cũng không đọc father mà nó chỉ mạnh hơn chút thôi, father, được chưa? Đó. Tiếp theo, chúng ta lưu ý hai âm tiết trở lên thì chúng ta cần phải biết trọng âm nó rơi vào đâu. Được chưa? Âm thứ nhất, âm thứ hai hay âm thứ ba hay âm thứ tư, được chưa? Rồi, và chúng ta lưu ý là cái phần tiếp đầu và tiếp vị thì không bao giờ thả trọng âm. Được chưa ạ? Tiếp đầu là phần thêm vào đầu một chữ. Đó là những từ như này, được chưa ạ? Tiếp vị là phần thêm vào đuôi Cuối. của một chữ, làm cho nghĩa đó thay đổi. Được chưa ạ? Nhớ cô chưa lưu, lưu chưa nhỉ? Lưu rồi đúng không? Rồi ok. Tiếp theo ạ. Và chúng ta lưu ý này, từ có một âm tiết thì đương nhiên chúng ta không phải cần phải gì ạ, không cần phải biết là trọng âm rơi đâu vì nó chỉ có một âm. Nhưng mà gì? Bản thân nó đương nhiên là trọng âm. Vì vậy khi đọc có từ có một âm tiết thì chúng ta gì ạ? Nghiễm nhiên được nhấn mạnh. Được chưa? Ví dụ, đáng nhẽ từ đầu tiên mình đọc là late, late đúng không? Nhưng nghiễm nhiên được nhấn mạnh như vậy mình sẽ đọc mạnh hơn chút là late. Được chưa? Nhấn mạnh nhưng không nghĩa là chúng ta nhấn mạnh thành dấu sắc là thành lết như chúng ta vẫn đọc. Được chưa? Số 8 cũng vậy, không thể đọc là eight, eight mà cũng không đọc là eight mà phải đọc là gì? Eight. Được chưa? Tiếp theo từ này chúng ta hay đọc là great ấy, mà cũng không đúng đâu. Mà cũng không đọc là great đâu, mà nó phải là gì? Great. Đó, tức là nó chỉ hơi thả một chút là ok. Được chưa? Và tiếp theo là tất cả các nguyên tắc mà chúng ta đưa ra phần trọng âm dưới đây thì chúng ta gì ạ? À? Chỉ giải quyết tối đa là 70% trọng âm của từ thôi. Được chưa? Bởi vì nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ và từ mượn. Và tiếp theo là chúng ta để ý là cái phần đặc biệt ấy, cái nguyên tắc đặc biệt của nó ấy, là những trường hợp đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ được học trên level 2. Nó rơi vào tầm khoảng là 15 đến 20% nữa. Là chúng ta sẽ tối đa là chúng ta sẽ nắm được tầm khoảng 90%, 85 90% phần trọng âm của từ. Thế còn lại tầm khoảng 10 đến 15% nó chính là từ ngoại lệ và từ gì ạ? Mượn. Bởi vì ngôn ngữ là vay mượn. Mà những từ ngoại lệ và từ mượn thì đương nhiên nó sẽ không theo nguyên tắc của cô đưa ra ở dưới đây, cũng như là nguyên tắc đặc biệt mà cô đưa ra ở level 2, nó không theo nguyên tắc đâu ạ. Mà nếu nó không theo nguyên tắc thì đương nhiên chúng ta phải học gì? Học thuộc thôi, học thuộc cách đọc của nó, được chưa? Ví dụ bình thường đáng nhẽ cái từ mà máy móc nhá, ví dụ từ máy móc của chúng ta thì đáng nhẽ danh từ nhá, theo nguyên tắc là danh từ phải nhấn một đúng không? Danh từ và tính từ thì thường trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên đúng không? Nhưng từ đấy nó là từ mượn từ nước Pháp, vì vậy nó lại không theo nguyên tắc là nhấn một mà nó nhấn hai, nó đọc là machine, thế không? Đấy, chứ không không đọc dẫn đầu đúng không ạ? Hoặc là từ gì ạ? Cái gara ô tô á, chúng ta cũng là từ mượn mà, đáng nhẽ phải đọc là trọng âm dẫn đầu đúng không? Nhưng trường hợp này nó lại rơi hai, nó đọc là garage, đấy, chưa? Thì đấy là những từ mượn, mà từ mượn thì cách đọc của nó là một này và trọng âm của nó là hai này, không theo nguyên tắc mà nó theo cái gì ạ? Cái gì ạ? Nguyên tắc đọc của từ mượn, được chưa? Đó, rồi. Và bây giờ chúng ta vào phần nguyên tắc, chúng ta còn nhớ động từ dần khi nào không? Chúng ta mới chỉ nghiên cứu động từ mấy tiết cả bạn các bạn. Chúng ta mới chỉ nghiên cứu động từ mấy tiết? Em tiếc. Hai, đúng rồi. Một thì khỏi phải bàn rồi đúng không? Chúng ta nghiên cứu động từ hai tiết rồi. Còn 3 4 5 tiết trở lên thì là đến level 2 chúng ta mới được học. Được chưa? Nhà nào đang bật mic ạ? À? Xin mời tắt mic cho cô ạ. Nhà Khánh Linh ạ. À? Bạn này như không không có ở đây sao nhỉ? Bảo bật cam từ nãy giờ không bật thì cô cho ra ngoài. Rồi có bạn Trinh thì xin rồi. Rồi. Thì chúng ta lưu ý là hai tiết mà chủ yếu động từ trong tiếng Anh ấy, thì nó có hai tiết và một âm tiết nhiều nhất. Còn 3 tiết, 4 âm tiết thì nó ít hơn. Dạ, 3 4 5 âm tiết nó ít hơn. Được chưa? Thế thì chúng ta đã nghiên cứu động từ hai tiết có được hai tiết và một âm tiết rồi thì nó đã chiếm đến tầm khoảng 70% rồi. 70% động từ rồi, đúng không? Thế thì là cũng đã được 70% động từ rồi. Rồi chúng ta còn nhớ động từ hai tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất khi nào? Trọng âm rơi âm tiết nhất khi nào? Khi gì? Không Không có tiếp đầu ngữ. có tiếp. Đúng không? Không có tiếp đầu ngữ. Còn rơi hai khi nào? Rơi Thứ hai khi hai nào? có tiếp đầu ngữ ạ. Đúng rồi, khi có tiếp đầu ngữ. Cứ có đầu tiếp đầu ngữ thì gì? Thả hết vào trọng âm thứ hai, đúng không? Đây. Đúng chưa? Đây là các tiếp đầu của động từ. Đó, và chúng ta nhìn vào những cái từ này. Đúng ạ? Và bây giờ cả lớp chúng ta đọc lại những từ này.
Bây giờ cô chỉ từng từ một rồi các bạn tự đọc nhé. Tại vì cái này cô đã cho đọc từ trong Tết rồi. Bảo các bạn về nhà tập rồi, đúng không? Xin mời cả lớp đọc từ đầu tiên ạ. Bật mic lên, bật mic. Bật mic lên đọc ạ. Xin mời đọc ạ. Ô, cô cái Rồi, màn trở lại không nó không có slide của cô, nó không chạy. có, thế từ nãy giờ chả bảo gì. Cô cho chạy từ lại, từ nãy giờ không chạy mà không ai nói gì à? Tại vì cái zoom giờ này nó thế đấy. Chắc cô phải chia lại nhìn thấy rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi thế từ nãy giờ cô nói mà chả thấy ai ý kiến gì. Rồi nào cả lớp đọc từ đầu tiên nào. Đây Reduce nào, trọng âm lại mạnh vào từ đằng sau nào, mạnh đây nào. Đọc đến chết, đọc lại nào. Reduce, reduce, thế nào. Become, become, bờ cuối âm âm nha. Become, become. Rồi tiếp theo L cuối nè. Ồ ồ còn nhớ không? Travel, 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 travel. Đấy, cô mở lưỡi cho nhìn đấy. Travel. Tiếp theo này, listen, 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 listen. Tiếp bạn, protect, protect, pro nhé, không đọc pro đâu ạ. Protect, protect. Tiếp bạn, decide, decide, decide. Chào âm rơi đầu này, nhớ âm đờ bật nha, không thấy bật đờ đâu rồi, mất hết rồi. Decide. Decide. Ân ở cuối nha. Open. Open. Đúng rồi. Appear. Appear. Bật chữ T ở cuối lên nha. Complete. 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 Không phải complete đâu nha. Complete. Tiếp ạ. Phở môi lên răng này. Được chưa? Âm sờ này. Đuôi gà đúng không? Đọc lại. Đọc nào. Finish. 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 Rồi xin mời tự đọc lại nào. Từ đầu tiên. Reduce. Sờ cuối đâu mất rồi. Reduce. Reduce. Sia cuối. Reduce. Reduce. Nhớ phốn cuối đừng có bỏ nhá. Đọc đi ạ. À. Tiếp. Become. Âm âm ở cuối đâu rồi. Come. Become. 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 Tiếp L cuối đọc đi ạ. À. Travel. 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 Tiếp nào. Listen. 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 Rồi tiếp ạ. Protect. Protect. Rồi protect. Protect. Tiếp ạ. Decide. Decide. Rồi đọc lại nào. Decide. Decide. Rồi tiếp ạ. Open. Tiếp ạ. Open. Appear. Rồi, tiếp ạ. Appear. 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 Rồi, tiếp ạ. Complete. 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 Bật chữ T lên. Complete. Complete. Rồi, tiếp chọn ông dây đầu nào. Finish. 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 Rồi, ok. Rồi mình sang nguyên tắc của tính từ và danh từ, còn nhớ trọng âm rơi vào đâu không? Hầu hết trọng âm rơi vào âm tiết thì giờ mấy còn lớp còn nhớ không? Đúng rồi. Tính từ và danh từ thì hầu hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Còn nhớ là chúng ta có bao nhiêu đuôi đặc biệt không? Của tính từ và danh từ thì giọng âm rơi âm trước nó không? 4, 6, 8, 10, 11. 11 từ, à 11 đuôi đúng không? Và chúng ta tổng cộng là phải nhớ 11 từ. Túm lại nhớ đuôi mà khó thì chúng ta sẽ nhớ từ, cách đọc của các từ. Đúng chưa? Và mỗi một từ thì cô đã cho các bạn gì? Ví dụ hết rồi đúng không? Nên là các bạn chỉ cần gì? Nhớ được cách đọc của 11 từ này, trọng âm của nó. Thì chúng ta sẽ nhớ được hết tất cả các đuôi đặc biệt. Đúng chưa? Rồi, xin mời cả lớp đọc những từ này lại theo cô nào. Chắc chắn về nhà Tết thì không đọc rồi. Đây nhá, trọng âm rơi từ trịch. Cả lớp đọc. Electrician. Electrician. Shun cong cái môi lên ạ. À. Electrician. Electrician. Rồi tiếp này trọng âm rơi từ no này. Technology.
Technology. G cong môi lên ạ. G. Technology. Technology. Chứ không đọc là technology đâu nhá. Là hỏng đấy ạ. Được chưa? Technology. Technology. Tiếp này. Information. Information. Chân cong cái môi lên ạ. Information. Information. Rồi, xin mời cả lớp đọc lại nào, từ đầu tiên. Electric. Rồi. Tiếp ạ. Technology. Tiếp ạ. Information. 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 Rồi, tiếp nha. Đuôi a phi cho âm rơi trước nó là cho. Xin mời cả lớp đọc ạ. Photography. Photography. Rồi, photography. Photography. Rồi, tiếp ạ. Đuôi eco cho âm rơi trước nó là no. Đọc nào. Economical. 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 Phải economical đâu, bố Tây không hiểu, đúng không? Tây mà nó nghe thế là không hiểu thì đang nói gì luôn đấy. Đó, photography là nó chịu luôn. Đấy nhờ, với khác hoàn toàn. Tiếp này, trọng âm dây từ phi ạ. Efficient. Efficient. Cần cong cái môi lên và bật chữ T lên. Shent. Efficient. Rồi, xin mời đọc. Efficient. Efficient. Rồi, tiếp theo. Economics. 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 Tiếp này, chọn âm dây từ B nhá. Ambitious. 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 Tiếp này, essential. 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 Sure, cong môi sen thì là bình thường. Nhưng sure, cong môi lên ạ. Essential. Essential. Tiếp này, chọn âm dây từ T nhá. Bởi đuôi ET thì chọn âm dây trước nó này. Activity. 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 Rồi, xin mời cả lớp tự đọc lại nào từ đầu tiên. Lại grab rồi. Quanh đi quanh lại vẫn diện ngựa quen đường cũ. Quen rồi phải sửa. Đọc lại nào. Photography. Photography. Tự đọc lại đi hai lần đi. Photography. Tiếp đi. Photography. Yeah, cứ đọc đi đọc lại thì nó mới hết quen. Từ tiếp theo đọc nào. Economical. Đúng rồi, đọc đi. Economical. Đúng rồi. Tiếp theo. Efficient. Efficient. Đúng rồi, efficient. Efficient. Rồi, tiếp theo ạ. Economics. Nửa chữ cờ rồi đến chữ sờ ạ. Economics. Economics. Rồi, để ý cho cô cái thêm chữ S này nó trở thành là ngành kinh tế học ấy nhá. Được chưa? Ờ, tiếp theo này. Từ tiếp theo ạ. Ambitious. 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 Tiếp ạ. Essential. Tiếp ạ. Activity. Đúng rồi, activity. Rồi đấy. Giờ phải đọc thế nhá. Đây là cái từ này là nghề nhiếp ảnh gia. Ví dụ I do photography có nghĩa là gì ạ? Tôi làm nghề nhiếp ảnh gia. Yeah. I do photography. Chứ nếu mà đọc lại I do photography thì không có ai hiểu đâu. Tây nào nó hiểu. Chỉ Việt Nam mình hiểu với nhau thôi. Đúng không? Rồi. Chúng ta còn ghi chú, còn nhớ không? Những từ mà xuất phát từ động từ mà nó không có các đuôi đặc biệt, mà 14 đuôi đặc biệt chúng ta vừa mới liệt kê ở trên, thì nó sẽ phải theo nguyên tắc của động từ, đúng không? Còn nhớ là gì không ạ? Con xuất phát từ mẹ thì phải theo gì? Theo mẹ, đúng không? Chứ không phải con xuất phát từ mẹ đi theo mẹ hàng xóm được, hiểu chưa ạ?
Nên là gì ạ? Cái danh từ và tính từ xuất phát từ động từ này có nghĩa là từ động từ nó đẻ ra, đúng không? Thì vì vậy phải theo nguyên tắc của thằng chính là mẹ, chứ không thể theo nguyên tắc của người khác được, đúng chưa? Đó, ví dụ chúng ta có động từ decide, thì động từ này là hai em tiết có tiếp đầu ngữ là đi, vì vậy cho âm dương từ side. Thì tính từ xuất phát từ decide, chúng ta có từ decisive là quả quyết, thì trọng âm vẫn rơi vào âm tiết thứ hai y nguyên như nó, chúng ta rơi từ sai, đúng chưa? Đọc là decisive, đúng chưa? Decisive. Tiếp theo, chúng ta có động từ accept là chấp nhận, đúng không? Thì a là tiếp đầu, vì vậy trọng âm rơi từ accept. Thế bây giờ chúng ta từ cái động từ này lại sinh ra tính từ của nó là acceptable, thì trọng âm vẫn rơi từ accept chứ không rơi vào gì ạ? Rơi mở một, được chưa? Nó không phải là danh tính nhấn một, không phải thế đâu ạ. Được chưa? Mà vẫn rơi âm tiết thứ hai. Tiếp theo của chúng ta có động từ employ là tuyển dụng, đúng không? Thì bây giờ danh từ của nó là sự tuyển dụng, sinh ra từ động từ, vì vậy trọng âm vẫn rơi vào từ gì? Employment. Bởi vì im là tiếp đầu các bạn nhé, thì trọng âm rơi âm tiết thứ hai mà, đúng không? Tiếp theo invest là đầu tư, thì in cũng là đầu tiếp đầu, vì vậy trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Thì giờ thêm đuôi mình vào để trở thành thanh từ thì chúng ta vẫn gì? Âm vẫn rơi từ vest là investment, được chưa? Xin mời cả lớp học những từ này trọng âm rơi vào nó. Decisive. Decide. Bạn lưu ý nhé, đến khi V ở cuối đó nó đưa môi vào tí này, nhẹ thế thôi, tức là nó chỉ có một chút xíu này. Đấy. Rồi các bạn nghe cô đọc nhá. Decisive, tức là cô có đưa lên mà cô chỉ, các bạn nghe rất nhỏ thôi chứ nó không to như đâu, được chưa? Bởi vì là gì, các bạn học rồi, âm nào ra âm mà cuối một chữ thì đọc nhỏ bằng 2/3, đúng không? Viện nó chỉ có hơi chút à. Decisive. Đấy. Decisive. Tiếp theo này, acceptable. Employment. Investment. Rồi, vậy chúng ta để ý này, trạng từ thì theo nguyên tắc của tính từ, đúng không? Vậy thì chúng ta có một cái rất là đơn giản là tính, danh và trạng thì theo cùng một nguyên tắc. Còn mỗi động từ thì một nguyên tắc thôi, đúng chưa? Dễ không? Thế là sau buổi ngày hôm nay là chúng ta sẽ nhớ hết. Chúng ta nhớ được hết phần gì ạ? Phần trọng âm rồi đấy, được 70% rồi đấy. Chỗ này là được 70% rồi đấy. Có nghĩa là cho 10 từ bây giờ ngẫu nhiên bạn làm được khoảng gì ạ? Ngẫu nhiên là bạn làm được tầm khoảng gì? 7 từ rồi. Được chưa? Ngẫu nhiên là được khoảng 7 từ rồi. Thế còn lại là 3 từ thì nó nằm ở trong trường hợp, một là đặc biệt ở level 2, hai là nó sẽ ở trường hợp ngoại lệ và từ mượn, được chưa? Đấy. Thế có những ví dụ như nếu mà cho 10 từ nhưng mà nếu mà chẳng có từ nào là từ trường hợp đặc biệt thì chúng ta làm được cả 10 từ. Nhưng nếu như trong trường hợp mà 10 từ đấy nó cho 5 từ và trường hợp đặc biệt và từ mượn ấy, thì chúng ta phải có thì chỉ làm được 5 từ thôi. Nhưng xác suất được khoảng 70%. Chúng ta nhớ hết nguyên tắc này. Nhớ hết nguyên tắc này là chúng ta được 70% rồi, hiểu chưa? Chỉ có đơn giản mỗi là gì? Danh tính trạng thì trọng âm rơi vào gì? Một. Còn 11 cái đuôi đặc biệt thì nhớ cho có 11 từ đấy. Thì trọng âm rơi trước nó, xong. Đúng không? Động từ hai em tiết thì gì? Rơi một không có tiếp đầu và rơi hai có tiếp đầu hết. Có cái gì đâu. Đúng chưa? Đơn giản như vậy thôi mà. Đấy. Còn đâu nếu mà các bạn không học cái phần nguyên tắc của cô đưa ra thì bạn học cái nguyên tắc ở trên mạng ở chỗ này chỗ kia các bạn bị rối hết cả lên. Cuối cùng chẳng hiểu nó là cái gì cả. Được chưa? Còn trường hợp đặc biệt thì lên level 2 nhé, thì cô sẽ dạy tiếp cho cái phần level 2. Vâng. Rồi. Vậy thì chúng ta đã finish được phần trọng âm của từ ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang một phần mới. Tiến đến, tức là chủ thế thì chúng ta finish được hai phần rồi. Hai phần lớn rồi. Là phần phụ âm. Phần thứ hai là phần trọng âm của từ rồi. Và bây giờ chúng ta sang phần lớn thứ ba. Đó chính là phần gì ạ? Luyện giọng. Nhưng mà trước khi vào phần luyện giọng này thì cô sẽ phải nói qua với lớp. Bởi vì là cái phần luyện giọng này nó khá là khó. Nó khá là khó. Thực ra nó không phải khó, mà nó đòi hỏi cái sự kiên trì. Cái thứ hai nữa là vượt qua rào cản. Rào cản ở đây là gì các bạn biết không? Có thể bên ngoài người ta nhìn vào thấy mình tập ấy, bảo mình điên ấy. Quan trọng cái đấy thì không quan trọng. Có quan trọng không? Các bạn phải rào vượt qua rào cản đấy, còn nếu không thì không thành công đâu, nó phí không cứ dậy. Hiểu không ạ? Nó giá trị thì giá trị rất lớn rồi, bạn biết rồi, đúng không? Đúng rồi. Vậy nên là cái phần mình nói quá.
Đóng cửa trong phòng một mình nói. Biết đâu đóng cửa nhưng mà nó vẫn to đùng đấy, không phải đơn giản đâu. Tưởng là tập học này nó là nó to lắm. Phải gào lên không cô? Không phải là gào mà là cái âm học bạn mở ra, nó âm rất bình thường thôi nhưng mà học bạn mở ra cái giọng bạn nó rất trầm và nó ấm và nó to, thấy chưa? Chứ không phải là mình phải gào lên là nó mệt, nó đau họng lắm. Đây không phải mình gào lên mà cái họng của mình đấy. Thực ra bản chất tố chất của mỗi người ấy là cái họng của mình ấy có, nhưng mà thực ra bình thường chúng ta không có sử dụng đến, mà chúng ta sử dụng một xíu à. Chúng ta chỉ sử dụng một xíu thôi. À, người châu Á mình thì cái họng của mình nó như này này. Cô ơi phần ngữ pháp A2 không ạ? À? Em xin với để thi. Ơi trời ơi, làm sao mà đã thi được A2? Ai bảo hết cái phần cơ bản 2 của cô mới thi được A2? Cô đang xây móng mà. Bây giờ mới đang xây móng mà. Đã đến phần thân đâu. Đúng không? Cơ bản 1, cơ bản 2 nó chính là phần thân. Đúng chưa? Là xây tường ấy. Đúng chưa? Còn phần xây móng nó mất nhiều thời gian lắm. Xây móng là lâu nhất, chúng ta thấy người ta xây nhà không? Thấy người ta xây nhà không? Là thấy mãi nó đào cái móng mà nó đào mãi mà không thấy, nó xây mãi mà không thấy lên, đúng không? Nhưng mà thấy nó lên rồi phát thì gì ạ? Thấy nó nhanh lắm, đúng không? Lên lúc nó xây tường là lên nhanh, đúng không? Nhưng mà thấy tường nó mà lên cao rồi ấy, chả biết mái nó hoàn thành lúc nào, mình còn cả chẳng biết luôn. Mái cực kỳ nhanh, mái thì là chính là phần chân sâu. Đó. Thế nên là muốn thi A2 thì nó phải đến hết cái phần cơ bản 2, là phần cơ bản 1, cơ bản 2 thì A2 em thi ngon. Không có vấn đề gì, không có khó gì với em cả. Tuy nhiên nếu mà bây giờ em cần thi để ấy à, bên kho bạc à, bạn nào bạn Thu Ngân đúng không? Nhắn tin riêng cô nhá, cô hỗ trợ cho phần này. Có học trò của cô ấy, nó chuyên tổ chức thi. Nên là cô nhờ đúng không? Cô nhờ nó hỗ trợ cho con người ngoài nó không làm đâu. Cô thì chỉ người thân, người quen thì cô nhờ nó thôi. Học trò của cô đấy. Nó chuyên tổ chức thi. Nhờ thì nhắn tin cho cô thì cô cho. Chứ còn bây giờ trình độ này mà thi A2 là cũng trợn mắt đấy. Bởi vì là mình mới đang ở phần gốc mà. Đang phân xây móng rồi đòi lên thần thân làm sao được. Nhảy phát lên là nó nhảy được. Đúng không? Nên là cô dạy cái này là cô dạy để cho bạn chắc vững. Để các bạn nắm được cơ bản. Thì bạn lên cái phần thân bạn học nó dễ. Chứ còn nếu cái phần móng và xây công chữ vững lên phần cơ bản học là nó mệt lắm. Được chưa? Thế nên là cô đi cái phần này nó như rùa bò ấy. Như rùa nó bò ấy. Lên cơ bản thì bắt đầu là nó đi bộ nhanh. Cơ bản 2 là nó chạy bộ rồi. Nhưng lên chuyên sâu là nó chạy nhanh. Là chúng ta đi chạy nhanh. Đấy. Thế nên là chúng ta thấy rằng là học theo cách của mình này ấy. Thì ban đầu đi rất chậm. Nhưng sau đó đi rất nhanh và tăng tốc rất nhanh. Còn học theo cái kiểu học thuộc câu thì ban đầu rất nhanh nhưng sau đó chậm 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 nó dừng luôn, không thể lên nổi nữa. Đó, thì đấy nó chính là như thế. Nó chỉ có hai con đường để đi thôi mà. Mục tiêu của học tiếng Anh nó chỉ có mỗi hai con đường để đi. Một là học thuộc câu để giao tiếp theo cái dạng học vẹt. Hai là học để hiểu được bản chất câu. Đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ? Người Việt Nam mình thì học theo kiểu dạng nửa vời. Nửa vời cấu trúc, nửa vời học vẹt. Thế thì đi cái con đường nửa vời không ăn thua đâu, không, nó lên nó chậm lắm. Nó mất rất nhiều thời gian công sức của mình, hiểu chưa ạ? Nên là quyết định đi con đường nào phải đi rất rõ ràng. Đúng không ạ? Quyết định đi con đường học vẹt thì có nghĩa là phải học thuộc câu được một thời gian thôi là nó nhanh. Nhưng sau đó thì nó dừng luôn và nó chỉ được thuộc những câu đấy thôi. Giao tiếp được những câu mình học thuộc đấy thôi. Còn đi theo con đường này thì có nghĩa rằng là chúng ta phải xây rất là kỹ. Đó. Thế thì cái phát âm của chúng ta nó chính là nằm trong cái tam giác của chúng ta. Đúng không? Tam giác móng của chúng ta đây. Chúng ta còn nhớ không? Đây nhá. Đây là chính là cái phát âm này. Đúng không? Phát âm 1 này. Đúng không ạ? Và cái gì ạ? Cái mất gốc 1 này. Cô gọi là EB1 có nghĩa là English for Beginner ấy. Đúng không? Thế còn cái còn lại của chúng ta chính là cái phát âm 2 á. Đúng không? Cộng EB2. Là English for Beginner 2. Đúng không? Thì đây là móng này. Móng chúng ta phải đủ cái tam giác cân này. Được chưa? Ba cái góc này phải đủ. Vậy bây giờ chúng ta đang đi cái này, các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta đang đi cái này này. Mình nhìn thấy chưa? Chúng ta đang đi cái 1 và cái 1 này, còn cái 2 này là cái này thì chúng ta chưa có. Được chưa? Bởi vì đi hết 1 rồi đến 2. Đây là móng. Đấy. Thế hết móng này rồi thì bắt đầu đến gì ạ? Cơ bản là cái phần thân.
Đây, cơ bản 1 này là phần thân xây thân, xây tường, xây bức một bức tường. Còn cơ bản 2 xây lốt bức tường nữa. Đấy là phần thân. Thế còn lại muốn hoàn thiện nữa thì cho ta lên cái mái. Đúng không? Cái mái nó chính là giao tiếp chuyên sâu 1 và chuyên sâu 2. Đấy chứ, nhưng cái này đi nhanh á. Chuyên sâu 1, chuyên sâu 2 đi rất nhanh. Vì mái nó đi nhanh á. Được chưa? Đấy. Bảo như xây nhà mà lại còn gì? Đúng không? Như xây một cái nhà. Rồi quay trở lại. Là cái phần họng của chúng ta. Thì thông thường là cái họng của chúng ta là nó có, bản chất nó có sẵn. Nhưng mà người châu Á của mình ấy, thì cô cũng không hiểu lý do, cô không nghiên cứu, không hiểu được lý do vì sao mà người châu Á của mình ấy là nó thành cái bản chất là khi mình nói nó chỉ mở có xíu này, khi nói nó mở xíu xíu này, nó mở xíu xíu này thôi. Đó, nên là giọng người châu Á mình rất là thanh nhẹ. Thanh nhẹ, nó không trầm ấm đâu. Được chưa? Nhưng châu Âu ấy thì nó lại trở thành cái bản năng. Có thể là cái ngôn ngữ của họ là như vậy. Thì châu Âu họ lại trở thành cái bản năng là khi nói họng của họ sẽ mở như này. Được chưa? Thì giọng của người châu Âu bạn thấy nó rất là trầm ấm. Còn người châu Á mình cứ nói nó chỉ mở xíu này. Thế, kiểu này này. Được chưa? Đó. Thì các bạn thấy cái cuống họng của mình ở đây này thì nó mở một xíu xíu ở phần đầu ngọn này thôi. Mở xíu xíu ra nói. Thế còn người châu Âu thì nó mở hết cả phần này luôn. Bạn thấy các người châu Âu cái chỗ này nó cao cao không? Đúng không? Nó cao cao ấy. Bởi vì nó nói nó dùng rất nhiều đúng không ạ? Dùng rất nhiều phần họng. Đấy thì đấy là cái phần mà chúng ta sẽ cần phải mở được nó ra. Vậy khi mở được nó ra thì đương nhiên rằng là gì ạ? Nó sẽ phải có khó khăn thôi. Chứ không phải tự nhiên mà gì ạ? Chúng ta có được đúng không? Mà chúng ta hiểu như này này. Khi chúng ta mở được phần họng ra thì tiếng Anh của chúng ta nó sẽ trầm ấm sâu hơn rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng khi giao tiếp với giọng của người Anh thì nó sẽ dùng là gì ạ? Cô mẩy, con cho cái máy nó bé đi cơ. Sao cơ mà đóng cửa, không nhà đóng cửa không? Được chưa? Thế thì các bạn hiểu rằng người Anh ấy thì nó dùng được 100% họng. Còn anh Mỹ thì nó chỉ dùng 50% họng thôi. Vì thế nên khi chúng ta nghe anh Mỹ mình cảm thấy nó dễ hơn anh một chút. Bởi vì nó dùng 50% họng, nó giống Việt Nam mình hơn. Nhưng còn anh thì nó sâu hơn rất nhiều. Và khi nó sâu hơn như vậy thì dẫn đến phần nghe của mình nó bị ảnh hưởng. Được chưa? Nghe của mình là mình nghe nó khó. Ví dụ cô đọc là How old are you? Với lại How old are you? Thì bạn thấy cái giọng nào nó sẽ khó nghe hơn? Cái giọng thứ hai. Cái giọng thứ một là chuẩn phát âm rồi nhưng nó không có họng. Là gì ạ? How old are you? Đúng chưa? Thế nhưng cái giọng thứ hai là cô có họng này. How old are you? Thì nó có họng nên là mình sẽ thấy khó nghe hơn. Được chưa? Hoặc ví dụ như mình nói là What do you like sport? What do you like sport? Yeah. Thế thì đấy, cái giọng đấy thì mình nghe vẫn dễ. Nhưng mà cô đọc là gì ạ? What do you like sport? Thì bạn sẽ thấy gì? Nó khó nghe hơn. Bởi vì sao? Nó có họng ạ. Được chưa? Nó có giọng họng ạ. Thì cái giọng họng của ta thì là gì ạ? Nó sẽ trầm ấm và sâu hơn. Dẫn đến phần nghe của mình nó sẽ bị khó hơn. Là bởi vì là mình gì ạ? Đọc giọng của người châu Á. Được chưa ạ? Đấy là cái phần đầu tiên. Là cái họng nó sẽ cho chúng ta được cái tác dụng như vậy. Thế thì các bạn hiểu như này này. Tiếng Anh có thì tiếng Việt nó sẽ cứ tự có. Khi bạn có tiếng Anh ấy, họng ấy, khi bạn đọc được tiếng Anh họng ấy, thì tiếng Việt bạn sẽ tự sử dụng được giọng họng. Vì vậy nên các bạn thấy là cô dạy tiếng Anh hơn chục năm nay rồi. Nhưng bạn thấy giọng của cô thì nó vẫn gì ạ? Giữ được chuẩn như vậy. Mà bạn biết thì cô dạy thì cô có tiếc lời đâu. Đúng không ạ? Nói liên tục. Vậy năm nay thì Covid thì cô dạy online này thì nó quá nhàn. Chứ còn các bạn biết là 10 năm cô dạy offline mà lớp học của cô, bạn biết rằng là cô đứng cái lớp xóa bỏ mất lớp tiếng Anh trong 2 ngày ấy, là học offline. Mà cứ mỗi một lớp học là 100 người, hơn 100 người. Thì các bạn biết phải năng lượng nó tốn như thế nào. Nó tốn gấp khoảng 10 lần một lớp học online này. Đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Cái nếu mà cô không có voice học thì chắc chắn cô không thể giữ giọng được đến bây giờ. Và cũng không thể đam mê được tiếng Anh đến tận bây giờ đâu. Họng chắc chắn khàn hoặc vỡ giọng từ lâu rồi. Không thể nào giữ được đến bây giờ. Và các bạn thấy là gì ạ? Cô dạy cái lớp 2 ngày đấy mà từ sáng 8 rưỡi sáng đến tầm khoảng 9 rưỡi tối. 2 ngày liên tiếp. Các bạn biết cái lớp mất gốc 1, level 1 với level 2 cô cho 2 ngày hết ấy. Nếu mà học offline ấy, nhưng của mình bây giờ bạn biết mấy tháng không? Cả level 1, level 2 cô dạy kỹ, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3-5 tháng ấy. Nhưng mà thì tuần mình có một buổi ấy. Một buổi có một tiếng.
Nhưng con biết là người ta học từ sáng, từ 8 rưỡi sáng đến 9 rưỡi tối là bao nhiêu tiếng không? Đúng không ạ? Là hết level 1. Ngày thứ 2 là cô Tương hết cho level 2 luôn. Được chưa? Thế mà sau đó các bạn ấy chị ạ, vẫn đạt được kết quả như bình thường. Thế thì để mà đứng được một lớp như thế các bạn biết rằng nó không đơn giản đâu, không ai làm được. Hiện tại bây giờ chưa có ai làm được cái chương trình đấy. Mỗi mình cô là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam làm chương trình. Mà cô dạy ngót gần 100 lớp online, offline như thế, 2 ngày. Mà biết là đứng cái lớp đấy nó không đơn giản đâu. 100 người, hơn 100 người cho bạn biết là như nào. Đây lớp mình online có tầm khoảng hơn 30 người tí, đúng không? Nhưng mà đây 100 người offline bạn biết nó như thế nào. Nên là mà cô không dùng mic cơ. Biết là hồi đấy năng lượng phải luôn luôn giữ ở trên năng lượng đỉnh cao kể cả đến cuối. Các bạn biết là quyết định của người dạy cực kỳ lớn. Người dạy chỉ cần xuống năng lượng một chút thôi là gì ạ? Cả không khí hội trường nó chỉ xuống ngay. Nên là hồi đấy cô dạy cái lớp đấy mà bây giờ nghĩ lại bảo không hiểu sao mình ở đâu, năng lượng đâu ra mình làm khủng khiếp như vậy. Lúc mà dạy nó tự nhiên nó đam mê mà, đó là cái nghề của cô thôi. Thế thì bạn hiểu là gì ạ? Để cô làm được như thế, mà các bạn biết là cái giọng nói rất quan trọng, nó quyết định đến cái việc mà chúng ta gì ạ? Người nghe có muốn nghe mình hay không? Và bạn biết là ngữ điệu của cô tiếng Anh, tiếng Việt của cô hiện tại bây giờ cô đang áp dụng tiếng Anh chứ không phải là của tiếng Việt đâu. Nên là các bạn thấy rằng là khi nghe giọng của cô, các bạn thấy nó cảm thấy rất là dễ hiểu và nó có trọng lượng, đúng không ạ? Nó rất là hay, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà các bạn nghe giọng của người khác, cái các bạn thấy nó lại khác ngay. Là bởi vì sao? Nó không được có cái giọng gì, trầm ấm như của cô. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó không được cái gì ạ? Vui rồi, và nó sẽ không được gì, nó không có cái ngữ điệu mà gì ạ, ngắt nghỉ chuẩn như của cô. Của cô có độ nhấn nhá, và tất cả nhấn nhá là của tiếng Anh ấy, chứ không phải của tiếng Việt đâu, được chưa? Nhưng mà các tưởng tượng 2 ngày mà bạn nghe một cái người mà nói giọng nó cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hoặc là cái giọng mà nó lại gì ạ, hơi ồm ồm, hay cái giọng nó hơi the thé một tí, thì bạn có nghe được nổi 2 ngày không? Như táng vào tai bạn làm sao nghe được không? Đúng không? Thế là thực ra thì là về và nghiên cứu với các nhà khảo sát, người ta nghiên cứu ấy, thì người ta đưa ra kết luận là ngoại hình chiếm đến 55%, giọng nói chiếm đến 37%, còn nội dung thì nó chiếm đến 7% thành công thôi. Thế nhưng thực chất ấy, nhưng mà thực tế thì nó không đúng hoàn toàn như thế đâu. Thực tế thì cái voice học, cái giọng nói nó quan trọng ít nhất phải bằng với phần ngoại hình. Đúng không? Nó quan trọng ít nhất phải bằng phần ngoại hình. Bạn hiểu như này nhá. Ví dụ mình thấy rằng là ở cái ngoại hình xấu thì đương nhiên các bạn học người xấu thì mình cũng không có cảm xúc nhiều rồi. Đúng chưa? Thế nhưng mà nếu như cái ngoại hình đẹp đi, nhưng và các bạn hiểu là giọng của họ lại cứ chết chẽ, thì bạn có nghe nổi 2 ngày không? Không thể nghe nổi 2 ngày, đúng không? Nhưng nếu như bù lại bạn chỉ còn có cái người ngoại hình bình thường thôi thì xuất hiện thì người ta cũng không ghét mà người ta cũng không quý, đúng không? Cũng gọi là ngay từ đầu về mặt ngoại hình còn không biết họ là ai cả, thì mình xuất hiện với ngoại hình bình thường thì mình cũng không ghét và mình không quý. Hoặc là thỉnh thoảng mình có hơi phán xét một tí đi, nếu mà thất nguyện ngoại hình. Nhưng mà khi người ta cất giọng lên ấy, cái giọng của họ cảm thấy rất là gì ạ? Gần gũi, thân thiện và gì ạ? Trầm ấm và dễ nghe. Thì lúc đấy bạn lại càng ngày bạn thấy quý và mình thích người đó hơn, đúng không ạ? Nhưng ban đầu cái người mà gì ạ, ngoại hình đẹp xuất hiện mình rất thích và rất hào hứng. Nhưng mà khi cất lên bắt đầu nó cứ gì? Nó cứ choảng tai mình dần ấy, thì bắt đầu mình mới chán dần, tự mình có cảm xúc không thích nữa. Bạn hiểu được sự khác nhau không? Vì vậy nên cô đã nói rồi ạ. Phần học nó lại quyết định đến gì ạ? Ít nhất phải 50% bằng với ngoại hình chứ không phải 37%. Đó. Còn nếu trong những trường hợp khác thì phần học của mình ấy, nó chiếm đến 80% thành công. Bạn biết là trong nghề gì không? Bạn biết trong nghề gì không? MC à? Rồi MC. Rồi tiếp. Chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng ấy, mới chiếm đến tầm 80% là ít sự thành công. 80-90% sự thành công. Bởi vì chăm sóc khách hàng bạn hiểu là gọi điện nhé, telesale này, chăm sóc khách hàng này, đúng không? Người ta có biết mình là ai đâu. Người ta chỉ cần nghe giọng mình có thích không. Ca sĩ đều vẫn phải ngoại hình. Ca sĩ thì ngoại hình và giọng nó phải gần như tương đương với nhau, đúng không? Dù giọng hay mấy nhưng ca sĩ mà xuất hiện nó xấu thì cái độ thành công cũng không cao đâu. Đấy là kể cả ca sĩ và MC thì ngoại hình với lại giọng nó phải chiếm 50% đều nhau, được chưa? Nên các bạn thấy ca sĩ và MC luôn luôn nó phải để ý ngoại hình ý chứ. Nhưng chỉ có telesale thôi, telesale mới chăm sóc khách hàng ấy, đúng không? Không cần nhìn đến ngoại hình, nhưng người ta chỉ nghe mỗi giọng, đúng không? Chốt sale đấy không là do cái giọng của mình. Nghe cái giọng mà nó gì à, thỏ thẻ, mấy cái giọng nó nhẹ nhàng, nó nghẹn, thé thé, nó ồm ồm là không ai người ta muốn nghe, đúng không ạ? Và chốt sale thì có thể cái người ta rất xấu,
nhưng cái giọng người ta tốt thì người ta chốt sale rất là chuẩn chỉnh, nghe nó rất là ngọt ngào, đúng không? Nghe nó rất là dễ nghe thì gì ạ? Lại thành công. Được chưa? Vì vậy nên là cái mà chiếm đến 80% về giọng nói đó chính là cái nghề liên quan đến tele sale và chăm sóc khách hàng. Đúng chưa? Vì vậy nên cái voice học của chúng ta nó cực kỳ quan trọng. Các bạn, cô chia sẻ với bạn một điều như này, tức là ngày xưa giọng của cô ấy nó rất là bé và cô lại yếu hơi bẩm sinh, có nghĩa là cái hơi của cô rất yếu. Nên các bạn hiểu là ngày xưa ấy, cô cứ chạy ấy. Chạy ngày xưa cấp 1, cấp 2 nó hay có cái môn chạy gì, chạy nhanh với chạy bền ấy. Cô chạy là ngất, ngất mấy lần sợ kinh khủng luôn. Nên là cứ lên đại học ấy, đến chạy là cô phải đi chạy tiền, nói thẳng ấy. Cứ đến đại học chạy là cô chạy tiền. Bởi vì sợ ngất. Bởi vì cái hơi của cô nó không đủ, nó yếu. Thế nên khi mà mình chạy mình thổn thở hồn hển ra, cái dồn hơi quá cuối cùng là nó bị ngất luôn. Đó. Thế nên là hơi của cô rất yếu. Thế nhưng mà từ khi mà cô tập được cái phần phát âm về voice học này này thì cái hơi nó đều hơn, nó khỏe hơn rất nhiều và cái voice call khỏe rất nhiều. Chứ ngày xưa thì nó giọng rất là bé, rất là nhỏ nhẹ. Nói thì gần như là nó không có trọng lượng một chút nào cả. Nhưng bắt đầu từ khi tập cái này thì cô khác hẳn luôn. Đó, thì cái voice học thì nó vô cùng quan trọng như thế. Tuy nhiên rằng là nó để mà học cái này thực ra thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 3 buổi thôi. 3 buổi là chúng ta xong phần luyện giọng. Nhưng tuy nhiên là chúng ta phải tập nó duy trì suốt trong quá trình là chúng ta học phần nguyên âm cũng như phần đánh vần. Và sau đó cả đến phần level 2 nữa là chúng ta phải duy trì suốt để thực hành nó. Để chúng ta đến thành công thì thôi. Còn lại tập để chúng ta mở được thì nó rơi vào tầm khoảng 3 buổi, rơi vào tầm khoảng 3 tuần là chúng ta mở được hết họng rồi. Đó. Nhưng tuy nhiên là chúng ta có sẵn sàng để làm điều này hay không? Bởi vì nếu sẵn sàng làm điều này thì sẵn sàng là các bạn phải tập nghiêm chỉnh, chuẩn chỉnh và phải làm bài tập hàng ngày thì cô mới dạy, còn nếu không thì không làm bài tập hàng ngày thì cô không dạy. Bởi vì nó phí, bởi vì bạn nếu cô dạy nhưng các bạn không tập hàng ngày thì không thể làm được. Bạn hiểu như này này. Cô cho bạn hết nội dung rồi nhưng bảo bạn nói ra bạn không nói. Thì cô chịu, cô có mở miệng bạn ra để cô nhét vào để các bạn nói được đâu. Miệng của các bạn đâu phải miệng của cô. Bạn hiểu vấn đề không ạ? Thế nên là cô bảo các bạn là gì ạ? Cô dạy tiếng Anh hết tất cả mọi thứ rồi nhưng cái bước cuối cùng là cái bước mà các bạn làm video nói ấy. Các bạn không làm thì cô chịu, bởi vì đến lúc nói rồi biết hết rồi, hiểu hết rồi, thực hành được, tức là thực hành được giọng viết rồi, nhưng bảo nói không, em không nói đâu. Thế học tiếng Anh cuối cùng để mục đích để nghe được và nói được nhưng miệng bạn chẳng nói thì cô có mở miệng bạn ra để cô nói được đâu. Bạn hiểu chỗ này không? Thế nên là gì ạ? Nếu các bạn mà không thực hành thì cô chịu. Nên là tốt mất công nó dạy, mất công cô dạy, bởi vì dạy cái này nó mất nhiều thời gian và công sức. Mà dạy cái này không phải ai cũng thích đâu. Túm lại là OMA nên là nó chán lắm. Hiểu chưa? Thế nên là nếu như các bạn đồng ý cái việc là làm bài tập thì cô mới dạy hàng ngày. Hàng ngày mỗi ngày ra tầm khoảng 1 đến 3 phút tập học. Nếu mà lớp mình ok thì cô mới dạy, còn nếu không thì không ok. Nếu mà không làm một tuần, cô dạy một tuần mà không thấy lớp làm bài tập là cô cắt phần học. Bởi vì bình thường các bạn hiểu như này nhá, phần học này cô không dạy trong lớp có phí, miễn phí đâu. Cô hoàn toàn là vào trong lớp có phí cô mới dạy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn vào có lớp có phí các bạn học nghiêm túc hơn rất nhiều. Và đã vào lớp có phí rồi thì lúc đấy dạy sẽ rất là, các bạn làm việc rất là nghiêm túc. Nhưng còn lớp free này là ui làm được không làm được. Thế xong rồi mất công phần cô dạy, giá trị nó giá trị rất lớn. Mà cô phải nhiệt huyết dạy lắm thì nó mới ra kết quả được. Nhưng mà nếu cô nhiệt huyết đến mấy mà đến phần các bạn không làm thì cô chịu. Được chưa ạ? Và nếu là lớp ok, đồng ý thì comment chữ yes, chữ y để cô biết xem có số lượng người mong muốn học phần này. Rồi, cứ comment đi ạ. Đây các bạn đang comment. Cầm máy ra học bài nhé. Cần chưa? Làm cho hết nhá. Nhớ chưa? Có bao nhiêu bài tập làm hết? Để xem tổng cộng nó có bao nhiêu cái comment. Làm đầy đủ mỗi ngày nó chỉ mất khoảng 1 đến 3 phút thôi. Nhiều phết nhỉ. Như 100% thì phải. Comment thế này thôi nhưng mà không biết có giữ lời không.
Cô là sợ nhất những người không giữ lời, thất hứa. Mà các bạn không giữ lời là cô không giữ lời đâu nhá, được chưa? Nên là một tuần mà cô thử nghiệm mà không thấy làm bài tập là cô dừng, không dạy nữa, bởi vì là nó phí mất cái thời gian của cô, mất thời gian của các bạn, thì cô dạy sang phần kia cho nó nhanh, hiểu chưa? Đó, vì sao nếu mà chúng ta mất phần nguyên âm ấy thì là mất 50%, 60% của phần nguyên âm. Nguyên âm là một nửa của từ mà. Bởi vì các bạn hiểu như này nhá, 21 âm nguyên âm thì trong đó có 13 âm là âm sử dụng đến 100% họng. Còn có 8 âm sử dụng đến 50% họng. Thế nếu như chúng ta mất phần họng này thì có nghĩa phần nguyên âm chúng ta không thể vào họng được, mà nó chỉ đạt ở mức phát âm được. Nhưng nó không có voice họng. Bạn hiểu không? Giống như kiểu khi các bạn đọc ấy, nó sẽ là à, how old are you? How old are you? Được chưa? Thế thì đọc được như thế thôi, phát âm chuẩn như thế. Nhưng mà gì ạ? Nếu có họng này, how old are you? Yeah, what's your name? Đúng không ạ? Đấy. My father is a farmer. Còn nếu không có, my father is a farmer. Đấy, nó kiểu như thế. Được chưa? Đấy thì nó chỉ khác nhau ở chỗ đấy thôi. Yeah, nếu có họng thì nó sẽ khác. Mà có họng bạn không, nhưng tiếng Anh có mà tiếng Việt có. Được chưa? Nhưng đạt được mức tiếng Việt có là bạn phải tập hành đến mức độ level câu. Với lại đến các bạn gành được câu, ví dụ đọc nói như cô này, nó trôi chảy như này. My father is a farmer. Tức là bạn đọc được câu ở dạng họng thì tiếng Việt bạn mới có. Được chưa? Để đạt được mức đấy là bạn phải mất cái mức kiên trì khá lâu đấy. Được chưa? Để lên hết level 2 thành công thì level thì cái họng bạn tiếng Việt tự có. Như thế nó rất là tuyệt vời, nó thuận lợi cho cuộc đời của bạn rất nhiều gì nữa, đúng không? Nên mở giọng cô thế này thôi, nhưng mà các bạn thấy cô nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giọng cô nói thì các bạn thấy rằng là lời nói cô rất có trọng lượng, rất có uy tín. Mà cô đã nói là cô làm, cô nói như thế nào nó sẽ là như thế, được chưa? Nên cô chưa bao giờ cô thất hứa, được chưa? Chưa thất hứa với lớp nào cả, đã hứa là làm đúng, làm chuẩn, và chỉ có thể làm hơn thế thôi, chứ không bao giờ làm kém đi, được chưa? Thế là cô mong rằng là lớp mình cũng làm theo đúng như thế, được chưa? Là có trách nhiệm với lời hứa của mình. Đã hứa thì chúng ta phải làm, nhưng phải cam kết với nhau như thế thì mới dạy. Còn nếu không thì không cam kết gì, mai dạy thấy khó quá thì chọn mắt lên bảo ui mình tập này mà người ta bảo mình điên, thế là thôi không tập nữa, nó phí ấy, đúng không? Nó mất công ấy, xong rồi lớp tự nhiên tan rã. Cái thứ hai bạn cứ để ý mà xem nhá, cái lớp này đến tuần sau bắt đầu cô bảo dạy chính một phần học, bạn làm video gửi lên cho những thằng không học ấy là nó ao hết. Bởi vì nó nhìn thấy mấy video bạn gửi lên ấy, nó bảo con này điên, bảo chắc là cô này dạy lớp mình làm gì đấy rồi. Thế là nó ao nhiều lắm, các lớp đều thế mà. Những bạn không học ấy là nó ao lớp, bởi vì là gì ạ? Quái lạ, học cái gì đây, đúng không ạ? Học tiếng Anh sao lại dạy OMEA? Nên cô bảo rồi mà, nên bạn muốn có được cái gì đó kết quả thực sự thì bạn lại phải có, tức là bạn phải có một cái gì đó quyết tâm hơn người một chút thì mình mới đạt được những điều đó. Còn nếu mình không có quyết tâm, mình không vượt qua rào cản thì không thể đến đích được, được chưa? Nên là cái lớp mà cái lớp tư duy tâm linh cô cũng thế, cô cũng bảo lớp mình thế, bảo là các bạn vượt qua, nhưng mà đầy người có vượt qua được đâu, lớp mình phải dụng một nửa rồi. Dụng một nửa rồi, nên là dụng thì không đến được cái gì đâu. Ban đầu bạn học mới đầu nó trông kiểu cảm giác nhưng mà ô mình điên, mình học cái này à, học cái này, học đạo hay học cái này, học cái gì đấy. Nên là bạn trong đầu bạn thế, trong đầu bạn bao giờ bị phân tán tư tưởng như thế? Cô ban đầu thế mất 5 tháng cơ mà, nhưng mà đâu đầu nó bị phân tán tư tưởng và nó bắt đầu có suy nghĩ, nó tác động tâm trí rất nhiều thứ, làm cho mình cảm thấy nhụt chí, mình không muốn. Xong cuối cùng mất, thế tự nhiên mất thì bắt đầu bạn không bao giờ bạn thấy được vinh quang. Nên là cô mới thấy rằng là bởi vì cô chính xác là cô học được hơn một năm rồi. Nên bây giờ với cô bây giờ thì nói chung là mọi thứ cô nhìn cuộc sống nó rất là rõ ràng, mọi thứ nó đi rất rõ ràng. Mà mình cảm thấy cuộc sống nó nhẹ rất nhiều, nhưng 5 tháng đầu gặp biết không, cô bị đấu tranh tư tưởng cực lớn luôn. Đấu tranh tư tưởng cực lớn luôn. Nó phân tán rồi nó suy nghĩ rồi đủ thứ. Và nó nghĩ này nghĩ kia rồi đủ các rào cản, và cô phải bước qua từng rào cản. Nhưng bởi vì cô có cái tính kiên trì, các bạn hiểu không ạ? Hơn nhau mỗi chỗ là cô có tính kiên trì và cô có trách nhiệm với lời nói của mình. Thế là cô thành công thôi. Nếu như người khác như cô là rào cản cực lớn, nhưng cô vượt qua được hết. Mấy cái các rào cản của bạn không cần về gì hề gì so với rào cản cô đâu. Cô rào cản lớn cực luôn, nhưng cô bước qua từng những cái thứ đó, dẫm đạp hết, cô vượt qua được hết. Thế sau đó cô mới được ban cái gọi là gì? Nó gọi là cái sứ mệnh để giúp mọi người vượt qua thử thách mà. Đúng không? Thế nên cô mới được ban cái sứ mệnh đó giúp mọi người. Chứ còn nếu không, cô mà không vượt qua thử thách lớn làm sao cô dám đứng dậy cô giúp các bạn được. Nên cô bảo các bạn là, cô đồng hành các bạn đến giây phút cuối cùng mà. Ví dụ các bạn thấy không, bạn nào mà hôm nay không vào lớp cái tự nhiên thấy có cô cầm máy gọi điện cho bạn đúng không? Cô có rảnh đâu cầm máy gọi cho bạn. Nhưng cô đã bảo rồi, cô không giúp rồi thôi, cô giúp đến lượt cùng mà. Chỉ cần các bạn cố gắng, bạn cứ đứng lên thôi. Đứng lên dậy thôi thì cô sẽ dắt các bạn. Được chưa? Nên cái môn tiếng Anh này cũng vậy thôi.
hoặc là cái môn gì ạ, các bạn học cái phần nhận giọng này cũng vậy. Nếu mà ai đó bảo bạn là gì ạ, điên, mà thì tao điên chẳng sao cả, đúng không? Miễn là tao không làm gì, làm ác không có hại người khác là được, đúng chưa? Không làm ác mà tốt cho mình, đúng không? Tốt cho mình thế có hại người khác đâu, thế là làm thôi. Nhưng người Việt Nam mình rất sợ những cái tư tưởng là bị người khác đánh giá, đúng không ạ? Mình phải tin tưởng vào những cái gì mình đang học, nó đang tốt, nó đang chuẩn, chả có cái gì mà mình cứ đi nghe ngoài kia nó bảo là ui cái đấy là cái vớ vẩn, cái đấy là cái này, đấy là cái kia, xem cứ đi mà đi theo họ, mình là đéo cầy đâu, hiểu không ạ? Những người đấy không bao giờ thành công các bạn, nên là cô là cái người dám nghĩ và dám làm, làm những cái gì mà mình thấy cho rằng là đúng thì mình cứ vững tâm 100% mình đi, không bị ảnh hưởng bởi người khác thì mình sẽ thành công ngay lập tức, được chưa? Nên là gì ạ? Thế là các bạn đừng có lo cái việc là tập cái thành người ta bảo mình điên. Thôi thì mình cũng kỹ cả, mình cũng thôi, mình cũng khéo léo một tí là mình đóng cửa vào, được chưa? Các bạn biết là khi mà cô dạy cái lớp, có lớp buổi sáng là 5 giờ ấy, cô dạy cái phần luyện giọng, cái phần luyện giọng cuối cùng là các bạn phải cô gáy, nói chung là các bạn biết là con nghe con gà trống gáy rồi đúng không? Cái con gà trống gáy mà nó gáy lâu năm rồi ấy, nó to như nào rồi đúng không ạ? Không bằng cô đâu. Để cho khi nào hoàn học cái phần đấy thì cô sẽ cho các bạn thử nghiệm các bạn thấy. Ok, cả cái tòa nhà luôn. Khi mà cô tập cái dòng gà gáy đấy, cả cái tòa nhà là nghe luôn. Con cô bình thường sáng ngủ không biết dậy luôn bao giờ, nó có mà quánh nó cũng không dậy luôn. Thế mà khi mà cô tập buổi sáng 5 giờ sáng cô đóng hết cửa rồi mà nó bảo là con đang ngủ con nghe thì gà gáy con dậy, con nhòm ra bảo sao gà gáy ở đâu. Nó bảo con nhòm ra cửa sổ xem gà gáy ở đâu nhưng con không thấy, con mở cửa ra con thấy gà, hóa ra mẹ gáy. Nên nó rất là to. Nên là những âm như thế, nên là tập như thế cái giọng của mình bắt đầu thì cô mở được họng đến hết phần dưới này rồi này. Tức là cô mở được hết đến phần dưới này luôn. Thì họng của cô nó mới to như vậy. Bạn biết là cô sinh thằng cô nhà cô ấy bây giờ năm nay nó sang tuổi thứ 8. Thì tức là cô sinh nó 1 tháng 17 ngày, tức là con đầu tiên đó, 1 tháng 17 ngày là cô đã phải đi dạy phát âm rồi, mà dạy nó phải to đùng họng. Mà các bạn biết rằng là phụ nữ sinh là phải kiêng 3 tháng 10 ngày không có nói to đúng không? Ít nhất con đầu lòng là 3 tháng 10 ngày. Nhưng cô 1 tháng 17 ngày, chính xác 1 tháng 17 ngày cô đi dạy phát âm và dạy to đùng luôn. Thế mà 8 năm rồi thì bạn thấy giọng cô có thay đổi gì không? Mà các bạn thấy giọng cô nói, các bạn thấy cảm thấy nó rất là dễ nghe đúng không? Nên là thực ra cô không phải nói đâu, nhưng mà cô chưa được dạy cái lớp tư duy tâm linh, chứ còn cô mà dạy cái lớp đấy thì nó sẽ, các bạn sẽ không dụng như thế đâu. Được chưa? Chắc chắn sẽ khác. Vì chẳng qua cô chưa được dạy thôi. Bởi vì cô bây giờ cô mới đang học để thi. Cô phải thi bằng được. Bởi vì nó vô cùng giá trị. Nó là cái khóa để đi cứu người. Các bạn biết nó là cái khóa để đi cứu người. Thế nên là cô phải cố gắng để cô làm được điều đó. Nhưng mà dạy nó không được cái gì cả. Nhưng mà cô cảm thấy rất là tâm huyết với những cái việc như thế. Nên là rất rất thích. Thế nên rằng là cô vẫn dành thời gian cho nó và cố gắng bằng được. Mà khi các bạn biết rằng là cái thi những cái này nó đâu phải dễ đâu, nó mất, có khi có những bạn còn nửa năm, có bạn mất gần 1 năm mới thi được ấy, để mà dạy ấy, để đến mức dạy đó. Thế nên là nó không đơn giản. Thế nhưng mà khi mà đạt được điều đó thì nó rất là tuyệt vời, nó vô cùng tuyệt vời, hạnh phúc lắm bạn ạ. Thế nên nó không như những cái gì nhá, mọi thứ nó đều có hai mặt nhá. Nó không như những cái gì bạn thấy ngoài kia đâu, là bạn nghĩ rằng là cái này nó là cái thứ vớ vẩn, là cái này là cái thứ mà không tốt, không hay, không đẹp đâu. Nhưng mà thực ra khi bạn đi sâu ở bên trong, bạn mới thấy rằng là gì ạ? Nó khác hoàn toàn với những gì bạn nhìn ở bên ngoài. Bạn hiểu không ạ? Bởi vì tất cả những thứ mà bạn nhìn ở bên ngoài xung quanh, thực chất nó chỉ là rào cản, họa mù tung ra để cho các bạn không vượt qua được rào cản đó thôi. Thế không? Bởi vì đến được cái giây phút cuối cùng bạn đạt được cái mức hạnh phúc nhất thì bạn phải vượt qua tất cả những cái rào cản xung quanh bên ngoài đấy. Bao gồm cả những thứ có thể nghĩ không tốt, không đẹp, không xấu, nghĩ xấu về nó đi, bạn phải vượt qua được hết điều đó thì bạn mới đến được thứ tốt đẹp. Thế bạn thấy rằng là những người thành công là gì ạ? Nó hơn nhau ở chỗ là người ta chỉ đạt, người ta gì ạ? Người ta vượt qua được hết tất cả những rào cản, những dị nghị, những cái thứ mà mọi người nghĩ xung quanh mà người ta đạt đến giới cuối cùng thì người ta thành công. Đúng không ạ? Thế chúng ta muốn thành công nhưng chúng ta chẳng muốn mất công sức gì cả thì chẳng có gì không có, chẳng có gì mà chúng ta há miệng trèo sung được cả. Đúng không ạ? Cái chỉ số may mắn nó chỉ có 1%. Tương đương 100 người chỉ có 1 người. Thế mà bây giờ chúng ta cứ mong muốn chúng ta nằm trong số một người đấy, ai mong muốn trong một người đấy thì ai trở thành những người không may mắn đấy, hiểu không ạ? Nên là những cái người mà gì ạ, nằm trong 99% còn lại phải gì ạ, bước lên thành công được trong cuộc sống. Nên Việt Nam mình chúng ta cứ gì ạ, phàn nàn, ngồi phàn nàn kêu ca rồi các kiểu các thứ, cuối cùng cuộc sống ta cảm thấy vô cùng đau khổ và gì ạ, bất hạnh.
Nên là cũng cái cuộc sống đấy mà chúng ta đi lấy chồng, chúng ta đi lấy vợ về nhà, chúng ta cũng phàn nàn, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Cô gia đình có thành cái gia đình không ạ? Trở thành cái nhà tù các bạn ạ. Nên là thực ra thì kỹ năng sống thì cô có rất nhiều, chẳng qua là cô không có thời gian để mà đi dạy những cái thứ đó thôi. Chứ còn nếu có những thứ đó thì cô đi chia sẻ thì nó, các bạn sẽ thấy rằng là con chúng ta sẽ mở tư duy nó khác hẳn. Nhưng ngày xưa cô cũng như các bạn luôn, hồi trẻ y nguyên như các bạn luôn, tư duy rất đóng luôn. Cứ tí là đổ lỗi, tí đổ lỗi, không phải con, không phải con, không phải mình. Mình không nhận lỗi đâu. Đúng không ạ? Nhưng khi mình biết được gì ạ? Chính cái điều đó nó làm cho cái cuộc sống mình nó tồi tệ hơn, nó bất hạnh hơn, nó căng thẳng hơn. Và bây giờ mình thay đổi nó đi thì cuộc sống mình sẽ hoàn toàn các bạn ạ. Đó. Đấy là cái phần hôm nay cô nói dưa bên ngoài một tí, bởi vì hôm nay chúng ta chưa vào được phần luyện giọng. Thì buổi hôm sau, bởi vì hôm nay vào nó nửa vời, thì hôm sau chúng ta sẽ vào chính thức phần luyện giọng. Đây, thống nhất được lớp mình là quyết tâm là học họng rồi nhá. Từ buổi sau rồi đi thì vào vận họng bắt đầu mới có phần bài tập. Thì mỗi ngày các bạn chỉ cần bỏ ra đúng 1 phút đến 3 phút thôi. Bạn nào nhiều thì mất 3 phút tập. Thì sáng ra thì vào nhà vệ sinh đóng cửa vào cũng được, đứng trước cái gương tập nhá, để cho cái họng bạn nó mở ra. Hiểu đơn giản nó đang đóng này, bây giờ mình mở một phát nó ra như này này. Đấy, mở phát ra như thế này. Thì đương nhiên là nó sẽ bị hơi khó khăn một chút. Nhưng các bạn hiểu như này, cô là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giúp các bạn dạy mở họng bằng tiếng Anh. Tiếng Anh có, tiếng Việt tự có. Còn ở Việt Nam mình thì chỉ có chị Minh Hải, chị nổi tiếng là cái phần luyện giọng tiếng Việt thôi. Nhưng mà gì ạ, nó chỉ được tiếng Việt. Mà bạn biết một khóa học của chị đấy 3 ngày là đã mấy triệu, 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, 4 triệu rưỡi rồi nhưng không phải là ai cũng mở được đâu. Thế nên là trong cái khóa học tiếng Anh của mình nó lại tự nhiên nó được kèm thêm cả phần luyện giọng này nữa thì nó vô cùng giá trị rồi. Nhưng nếu giá trị của mình không có vượt qua được thì mình chẳng thấy giá trị gì cả. Được không? Các bạn thấy là gì ạ? Minh chứng sống các bạn thấy là cô rồi. Mà bạn biết rằng là từ ngày cô tập, từ hôm sau cô sẽ nói cho bạn lợi ích của phần học nhé. Cái này là trường. Thưởng cho mỗi học sinh được thưởng 5 chiếc hỏi của bao nhiêu? Ừ đúng rồi. Trường. Ừ. Mỗi học sinh 5 chiếc thì chờ đi. Đó. Đó, thì mỗi thì phải chia chứ không? Cái đấy là chia sao? Không nghĩ kỹ đâu, mẹ chưa đọc kỹ đâu. Thì chúng ta thấy là gì ạ? À, cái họng cô ngày xưa tức là cô vẫn bị xoang, các bạn biết rồi đúng không ạ? Cô bị xoang gần 20 năm rồi và đến nay nó đỡ tức là đỡ khoảng 80% rồi đấy. Thì cô là xoang nặng nhất luôn. Các bạn biết là ngày xưa ấy, cô chỉ cần cứ dịch xoang nó suốt ngày nó chảy họng này, nó đau như cắt cổ họng luôn. Nhưng từ ngày cô tập cái phần phát âm thì xong gần như cái họng của cô nó không đau, hợt đờm vẫn chảy xuống nhưng họng không đau. Ngày xưa cô cứ 2 ngày kháng sinh, 2 ngày lại kháng sinh. Cứ hết kháng sinh phát là nó lại tương. Nhưng mà từ ngày cô tập cái phần họng này thì gần như không bao giờ cô phải kháng sinh một viên nào. 8 năm, 9 năm nay không một viên kháng sinh nào. Trừ ngày đẻ thằng kia. Thì nó bắt uống kháng sinh 5 ngày hết. Hoặc là hôm đi nhổ hai cái răng thì nó bắt uống kháng sinh, còn đâu không bao giờ uống kháng sinh. Đó. Thế là họng nó rất là khỏe hơn rất nhiều. Con làm bài khác đi, mẹ đang giật. Tí nó hỏi xong. Làm bài khác. Thế phải bỏ mở ra cái này trước. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy rằng là nó vô cùng nhiều giá trị và nhiều tác dụng ở trong phần đó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng thì nó mới thành công được. Nên là chúng ta thấy học phát âm này, đi học cái luyện giọng này là nó hơi lạ lạ một chút đúng không? Mà không